Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần nhận diện cách phát âm của từ, hôm nay mình sẽ học cách đọc cái cụm gì đây? O-W-E-R. Cụm này rất là phổ biến, ở những từ mà rất là phổ biến. Nhưng mà nó gọi là sao, những cái tỷ lệ nó cho chia đều cho hai trường hợp, nó không có thiên hẳn về một cái nào. Nó thiên về hai trường hợp, một mình sẽ đọc nó là hour, hai là mình sẽ đọc nó là hour. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu những cái ví dụ điển hình mà đọc là hour nhé. Thường là thì sẽ thấy đọc hour nhiều hơn nhỉ. Rồi, bây giờ mình nhìn nè. Shower. Shower chính là gì đây? Tắm, ví dụ vậy. Take a shower, have a shower. Đó, đi tắm ha. Shower. Rồi, cái này sẽ là gì? Flower, fl nha các bạn. Flower. Flower là gì? Hoa ha. Đó, our, flower. Cái này sẽ là gì đây? Tower. Tower có nghĩa là tòa nhà, tòa tháp đó các bạn. Tháp đôi ở bên Malaysia đó ha. Tower. Rồi, cái này sẽ là gì? Power. Power có nghĩa là điện, điện về điện, chẳng hạn như các bạn thấy ở trên máy tính hay là các thiết bị điện tử của mình hay là các cái nút power là nút điện, bật điện hay tắt điện của nó đi đó. Hay là power còn có nghĩa là quyền lực nha các bạn ha. Powerful, tính từ quyền lực. Power ha. Cái này sẽ là gì? Glower. Glower có nghĩa là kiểu quắc mắt lên hay là trừng mắt lên nhìn, kiểu vậy đó. Vừa là danh từ vừa là động từ luôn. Quắc mắt nhìn, trừng mắt nhìn ha. Glower. Rồi, lại nào. Shower. Flower. Tower. Power. Glower. Đó. Nó là nguyên âm 3 nhé. Nguyên âm 3 thì mình tính âm tiết rồi mình tính theo nguyên âm đơn, nguyên âm đôi. Và cái này là nguyên âm 3 thì mình vẫn phải thêm dấu nhấn cho nó ha. Đó. Có nghĩa là hai âm tiết trở lên thì mình sẽ thường là có dấu nhấn cho từ. Và cái này là âm 3 mà, hai âm tiết. Đó. Tức là ao với ờ thì mình phải thêm gì đây? Dấu nhấn cho nó. Cái này sẽ là gì đây? Shower. Flower. Tower. Power. Rồi bây giờ mình sẽ đi coi những cái ví dụ khi mà đọc là hour nha các bạn. Rồi, cái này sẽ là gì đây? Follower. Follower có nghĩa là follow. Follow có nghĩa là người theo dõi đó. Vậy follower có nghĩa là gì đây? Người theo dõi ha. Mình thấy ở trên các mạng xã hội thì nó hay có lượng người theo dõi, đó chính là follower. Follower, cái này sẽ là gì đây? Borrow. Borrow nghĩa là mượn ha. Vậy borrower nghĩa là người đi mượn tiền, người vay mượn gì đó. Borrower. Cái này sẽ là lower. Tính từ nó sẽ là từ low, mình thêm r có nghĩa là chậm. Low có nghĩa là thấp nha các bạn. Vậy có nghĩa là lower có nghĩa là gì đây? Thấp hơn ha. Lower, mình có hai với low đó. Lower. Cái này sẽ là gì đây? Từ gốc của nó sẽ là từ slow. Slow có nghĩa là chậm, khác với từ fast hay là từ quick đó các bạn. Slow nghĩa là chậm, vậy slower nghĩa là chậm hơn ha. Slower nó hay thường gặp trong tính từ mà dạng so sánh hơn thì mình gì đây, thêm r vô ha, e với r vô, lower. Cái này là gì đây? Slower. Còn cái này sẽ là gì? Thrower. Th được lưỡi này, thr nhá. Thrower. Throw. Throw có nghĩa là quăng hay ném. Vậy thrower có nghĩa là người quăng đồ hay là ném đồ hay vứt đồ gì đó kiểu vậy ha. Thrower. Lại nào. Follower. Borrower. Lower. Slower. Thrower. Nhìn phiên âm này các bạn. Đó. Follower. Borrower. Lower. Slower. Và thrower ha. Ok. Vậy các bạn nhớ nha. Đó, đây là hai trường hợp nó khá là xem nhau nên phải giới thiệu đều luôn. Ok. Goodbye.